Hương xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali đây và chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Giang phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ năm ngày 6 tháng 1 và nước Mỹ một năm sau ngày bạo động điện Capitol khi mà nền dân chủ của Mỹ bị tấn công chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, quý vị biết nước Mỹ một năm sau vẫn còn bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Vào ngày hôm nay, Dân Chủ đã tổ chức nhiều sự kiện tại Capitol Hill. Trong khi đó, thì Cộng Hòa phải nói dùng ba cái chữ cái M-I-A, Mere, Missing in Action, tức là họ biến mất. Chuyện gì xảy ra, Hương Giang sẽ từ từ lần lượt chia sẻ với, cho quý vị. Nhưng mà quý vị biết vào ngày hôm nay, à, trước khi mà hạ viện dưới sự chủ trì của bà chủ tịch Nancy Pelosi đa số là dân chủ hầu hết là dân chủ tổ chức cái lễ tưởng niệm và mặc niệm nhân dịp kỷ niệm một năm ngày vụ bạo động điện capitol và cựu phó tổng thống dưới thời tổng thống Bush đó là ông Dick Cheney đã đến sàn hạ viện hai bố con ông Cheney tức là ông Dick Cheney cùng với bà Liz Cheney là hai người Cộng hòa duy nhất tham gia vào buổi lễ này của Dân Chủ. Quý vị biết là vào ngày hôm nay, Cộng hòa im lặng không có bất cứ một nhà lập pháp Cộng hòa nào ngoài bà Cheney và cựu nhà lập pháp Cộng hòa đó là ông Dick Cheney. Tham gia cùng Dân Chủ ngoài ra không có ai cả. Lãnh đạo của Thượng viện Cộng hòa là ai? Ông Mitch McConnell lại có mặt tại Atlanta để tham dự tang lễ đây chưa là một cái cớ thu quý vị còn ngày hôm qua dân chia sẻ với quý vị là có hai nhà lập pháp à, cộng hòa bà dân biểu chuyên theo thuyết âm mưu Marjorie Taylor Green cùng với dân biểu đang bị điều tra tội tình dục đó là Matt Gaetz ở Florida hai người này ngày hôm qua thông báo là sẽ tổ chức buổi họp báo nhằm chống lại cái bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden vào ngày hôm nay. Nhưng mà buổi họp báo này thực sự một thực sự một buổi họp báo đã không có diễn ra, đã không có xảy ra. Ngày hôm qua cái câu hỏi đặt ra là sẽ có bao nhiêu nhà lập pháp Cộng hòa tham gia vào cái buổi họp báo này. Họp báo không diễn ra thì có ai tham gia. Thay vào đó thì hai nhà lập pháp này đã xuất hiện trên một cái chương trình podcast của ai? Của Steve Bannon. Và trên cái chương trình này họ đã đưa ra những cái luận điệu cũ và bên cạnh đó thì bà Marjorie Taylor Greene cũng đã chỉ trích Ted Cruz. Lý do mà Ted Cruz bị chỉ trích, quý vị biết là trong cái bài phát biểu ngày hôm qua Ted Cruz đã hớ miệng. Thực ra ông ta nói lên cái sự thật nhưng mà buộc miệng bị buộc miệng bị sảy miệng mà nói ông ta bảo rằng cái vụ bạo động tấn công vào điện Capitol đây là một cái cuộc tấn công khủng bố và ngay lập tức xuất hiện trên chương trình của Tucker Carson, Tucker Carlson vào tối ngày hôm qua thì Ted Cruz thượng nghị sĩ cộng hòa từ Texas, một trong những ứng cử viên tiềm năng của Cộng hòa trong vòng sơ bộ vào năm 2024 thì ông ta đã bị Carson chỉ trích, đã bị Carson nói nhạo chuyện gì đang xảy ra ở đây. Và ngay lập tức ngày hôm nay thì trên cái chương trình podcast thì bà Marjorie Taylor Green cũng chỉ trích Ted Cruz và Ted Cruz đã làm gì? Thưa quý vị, Ted Cruz bảo rằng với cái tuyên bố này của ông, tuyên bố này sai trái. Huy An không biết nói gì thêm. Ngày hôm nay thì Lindsey Graham thượng nghị sĩ từng là bạn tham giao của cố thượng nghị sĩ ở Arizona. Ông gửi ra một cái tuyên bố, ông bảo rằng mặc dù công nhận chỉ trích bài bác cái vụ cuộc tấn công vào Điện Capitol nhưng ông cũng cho rằng là dân chủ đã chính trị hóa cái cuộc tấn công này. Mitch McConnell cũng có một cái giọng điệu tương tự, đó là ông cho ông lên án cái Cuộc bạo động này nhưng mà chỉ trích dân chủ một cách mạnh mẽ. Bà Liz Cheney ngày hôm nay xuất hiện cùng với một sướng ngôn viên mà được xem là bây giờ chỉ còn đây là sướng ngôn viên duy nhất còn lại ở Fox News mà chỉ chuyên đưa tin ngay sau khi mà Chris Wallace, ký giả huyền thoại của Fox News đã rời khỏi à, hệ thống truyền, truyền hình này. Thưa quý vị, bà, bà Liz Cheney xuất hiện cùng với sướng ngôn à, bà, bà lichini xuất hiện cùng với sứ ngôn viên là Brad brazier ngay cái khung cảnh ở điện capital và trong cái cuộc phỏng vấn này thì sứ ngôn viên này đã hỏi bà lichini về ngày bạo động điện capital và ngay lập tức bà đã chỉ trích bà bảo rằng đám đông mà xông vào điện capital thì đã được triệu tập và đã được khích lệ được cố võ được kích động bởi Tổng thống Hoa Kỳ. Khi mà quốc hội đang thực hiện một cái thủ tục để chứng nhận kết quả cử tri đoàn. Một cái thủ tục được hiến, hiến pháp quy định. Và bà giải thích lý do tại sao? Mà cái sự kiện ngày 6 tháng 1 nó khác với những cái mối đe dọa khác ở bên ngoài như là 61 anh à như là 911 chẳng hạn. Và sự ngôn viên của Fox News tìm mọi cách để kích Uh, khiêu khích bà Liz Cheney chỉ trích chính phủ của Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà dân biểu Cộng hòa này, bà nói rõ rõ ràng, trong khi bà bất đồng quan điểm về chính sách với dân chủ, nhưng mà bà cũng tập trung vào những cái việc làm sai trái của ông Donald Trump. Và sứ ngôn viên bây giờ, ông đã làm gì? Ông đã bảo rằng cái bài phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 6 tháng 1 thì nó cũng rất là ôn hòa. Lý liền đáp lại. Ông ta bảo rằng, kêu gọi rằng hãy đến đó. Fight like hell. Chiến đấu tới cùng. Và sứ ngôn viên này chuyển cái câu chuyện sang là đổ lỗi cho cảnh vệ Hạ Viện đã không bảo vệ được. Hạ Viện đã không bảo vệ được Điện Capitol. Thì bà Lichini đã đưa ra một cái ví dụ tương đồng giống như vào mùa hè năm năm trước nữa khi mà những cái cuộc biểu tình khi mà những đám những đám đông antifa biểu tình đập phá các cơ sở thương mại nói như vậy thì đây phải chăng là lỗi của các cơ sở thương mại đã không có bảo vệ được cơ sở thương mại của mình lỗi các ông chủ thương mại đã không bảo vệ được cơ sở của mình quay trở lại ngày hôm nay khi mà cựu phó tổng thống đức cheney vào sàn hạ viện cùng với các nhà lập pháp của dân chủ trong đó trước đây có rất là nhiều người đã chống lại ông có rất là nhiều người chỉ trích nhiều người dân chủ chỉ trích chính sách đường lối khi mà ông còn làm phó tổng thống nhưng ngày hôm nay họ đã welcome họ đã đón chào ông và khi được hỏi lý do tại sao mà ông đến hạ viện vào ngày hôm nay thì ông Dick Cheney ông bảo rằng đây là một sự kiện hết sức là quan trọng trong lịch sử của chúng ta anh không thể nào mà đánh giá cao hơn được nữa cái tầm quan trọng của sự kiện này. Và ông tuyên bố thẳng thừng là ông tỏ ra thất vọng bởi vì sự lãnh đạo hiện nay trong đảng Cộng Hòa để có thể là không có khôi phục lại được hiến pháp. Và sau đó khi mà đi cùng với bà Lichini đi ra ngoài và đi từ Hạ viện qua Thượng viện, ông đã dừng chân lại trước cái bức tượng bản thân của chính ông được đặt trước cái văn phòng của ông Mitch McConnell nhưng mà đứng trước đám đông à, báo chí thì ông Dick Cheney ông rất là thẳng thắn ông bảo rằng khi được à, khi nhận được câu hỏi thì ông cho biết là cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa hiện nay nó không có tương tự như bất cứ ai mà ông đã từng gặp trong thời gian 10 năm mà ông làm việc ở Quốc Hội Tức là ông tỏ ra thất vọng, ông tỏ ra chỉ trích. Lý do tại sao Dick Cheney đến Hạ viện ngày hôm nay cùng với dân chủ mặc niệm tưởng niệm? Ông bảo rằng ông đến đây để ủng hộ con gái của mình Liz Cheney bởi vì ông rất là hãnh diện trước cái công việc của con gái mình. Nhưng mà thực ra thưa quý vị, những gì mà Đức Cheney làm ngày hôm nay cho thấy là cả hai bố con nhà lập pháp cựu nhà lập pháp và lập pháp hiện nay hai bố con Cheney họ đang tìm cách gìn giữ họ đang tìm cách khôi phục lại hình ảnh một đảng cộng hòa truyền thống đó là mọi dấu hiệu đứng đằng sau quý vị có thể nói cả ông Dick Cheney và cả bà Liz Cheney là hai nhà lập pháp cộng hòa rất là bảo thủ họ đi theo những cái nguyên tắc của cộng hòa nhưng mà lần này họ đứng trước cái vận mệnh quốc gia, họ đứng về phía dân chủ. Quay trở lại ngày hôm nay có một thông tin. Quý vị biết là vào ngày 6 tháng 1 là bà Kamala Harris lúc đó là phó tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã đến đi văn phòng của DNC tức là văn phòng dân chủ văn phòng của đảng dân chủ chuyện gì xảy ra vào lúc 1 giờ 07 phút, nhà chức trách mới phát giác ra được là trước văn phòng của DNC đã có một quả bom ống cài đặt trước đó. Cài đặt từ đêm hôm trước, có nghĩa là khi mà bà Kamala Harris bước vào văn phòng này thì quả bom ống đó đã được đặt và có thể là bà đã đi ngang qua quả bom ống đó. Và ngay lập tức vài phút sau sau khi mà nhà chức trách phát hiện ra quả bom ống này thì đúng 1 giờ 14 phút tức là 7 phút sau bà Kamala Harris được evacuate được di tản ra khỏi tòa nhà này. Đó là thông tin mà bây giờ chúng ta mới mới được biết đến. Có rất là nhiều chuyện đã xảy ra trong một năm qua, một năm kể từ sau khi mà bạo động điện capital quý vị biết nước mỹ như hương giang nói chia rẽ hơn bao giờ hết bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy chuyện này khi mà dân chủ tổ chức những cái sự kiện trong ngày hôm nay thì cộng hòa im lặng bởi vì cái bóng của ông donald trump vẫn phủ bao trùm lên đảng cộng hòa và họ ngại họ ngại mất ghế của mình họ ngại bị cử tri tức là căn cứ cử tri ủng hộ ông donald trump phản đối nước Mỹ chưa rẻ hơn bao giờ hết. Vẫn chưa có hàng gắn được. Quý vị biết là có một nhóm trong một năm vừa qua. Đây là một nhóm gồm có một số nhà Lập pháp Dân Chủ, một số các nhà sử gia, một số các học giả và một số những người ủng hộ đã lặng lẽ nghiên cứu xem thử là họ có thể sử dụng được một cái tu chính án mà tu chính án này nằm trong thời kỳ hậu nội chiến Họ có thể sử dụng cái tu chính án này để mà có thể ngăn chặn ông Donald Trump không có thể nào quay trở lại tòa bạch ốc được hay không? Nhóm này lặng lẽ và cuối cùng thưa quý vị, bắt đầu mờ nhạt dần nhưng mà cho đến nay truyền thông cho biết vẫn còn một số nhà lập pháp dân chủ họ nuôi ý định này. Đó là ai dân dân biểu Jerome Nadler, đó là ai ông Draskin, bà Stu từ Florida. Đó là những nhà lập pháp dân chủ họ đang muốn tìm hiểu đến cái điều ba ở trong tu chính án thứ 14 để xem xem thử họ có thể sử dụng cái điều khoản này để mà ngăn chặn ông Donald Trump quay lại tòa bạch ốc hay không. Và cái section 3, cái section 3 tu chính án 14 ngày mai tức là ngày thứ sáu thì Nhân chắc chắn sẽ đem ra phân tích và mổ sẽ với quý vị cùng với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và bây giờ quý vị biết bài nổi điểm bản tin nổi bật ngày hôm nay. Hay đúng ra đó là bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden về bạo động điện Capitol. Được phân tích mổ xẻ, đây được bà được xem là bài phát biểu. Hương Giang nói theo tiếng, theo cái ngôn ngữ mà informo là máu lửa. Hay nói đúng hơn là bài phát biểu nảy lửa của Tổng thống Joe Biden. Và bài phát biểu ngày hôm nay được đánh giá là làm hài lòng rất là nhiều người dân chủ bởi vì lâu nay cái thái độ của tổng thống Joe Biden, quý vị nhớ, ngay sau khi bầu cử và nhậm chức, nhậm chức xong tổng thống Joe Biden tuyên bố là ông không muốn nhắc về gì về ông Donald Trump nữa, ông đã mệt mỏi rồi và bây giờ ông tập trung vào công việc quốc gia. Và trong những tháng sau đó thì chúng ta thấy là ông Joe Biden ông tránh nhắc đến ông Donald Trump nhưng mà đặc biệt trong cái bài phát biểu ngày hôm nay Bài phát biểu ngày hôm nay thưa quý vị Nếu mà quý vị nào có thời gian nên nghe Và chúng ta có thể thấy được cái sự tức giận Nó nằm trong giọng nói của ông Joe Biden Ai đứng trong đứng đằng sau cái bài phát biểu nảy lửa này Đó là một cố vấn lâu năm của Tổng thống Joe Biden Đó là ông Mike Donilon và đó là ai? Đó là người lãnh đạo mà chuyên viết bài phát biểu cho Tổng thống Joe Biden đó là Viney Reddy. Và ngoài ra còn thêm một nhà sử gia nữa. Ba nhân vật này đã đứng đằng sau cái bài phát biểu nảy lửa của Tổng thống Joe Biden vào ngày hôm nay. Quý vị có biết, có một cái câu mà trong bài phát biểu này được người ta nhắc đến, được xem đây là cái khoa, cái cốt lõi của bài phát biểu. Đó là quý vị không thể chỉ yêu quốc gia, chỉ có ái quốc khi mà quý vị thắng. You cannot you can't love your country when you win. Tức là quý vị không chỉ có thể yêu quốc gia khi mà quý vị chiến thắng. Và quý vị biết là ngay từ đầu bài phát biểu, chúng ta có thể thấy rõ ràng một tiêu của bài phát biểu này là chỉ trích ông Donald Trump tập trung vào ông Donald Trump ngay từ đầu. Nó không có chỉ nói về cái cuộc bạo động này mà nó tập trung vào ông Donald Trump. Nó không chỉ nói về những kẻ đã xông vào điện Capitol, đe dọa nền dân chủ của Mỹ. Mà ngay từ đầu và xuyên suốt cả bài phát biểu này là tập trung vào ông Donald Trump. Tổng thống Joe Biden đã mở đầu như thế nào? Lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta có một tổng thống không chỉ thất cử mà ông ta còn tìm cách ngăn chặn chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa khi đám đông bạo lực xông vào Điện Capitol. Nhưng mà họ đã thất bại. Ông nhắc lại, họ đã thất bại. Ông ta đã làm những gì mà không có bất cứ một tổng thống nào trong lịch sử của chúng ta từng làm. Tức là từ chối chấp nhận kết quả một của một cuộc bầu cử và từ chối chấp nhận ý nguyện đa số của người dân chúng Mỹ. Rồi bắt đầu tổng thống Joe Biden chuyển sang việc chỉ trích. Ông Donald Trump đã trì hoãn can thiệp, đã trì hoãn có những hành động đã chấm dứt cái vụ bạo động này. Ông Biden nói chúng ta không nhìn thấy những gì. Chúng ta không nhìn thấy là cựu tổng thống vừa mất tập hợp kêu gọi những người ủng hộ tấn công rồi sau đó ông quay về ông ngồi tại phòng ăn tại phòng ăn riêng mà sát phòng bầu dục ở trong tòa bạch ấp ngồi đó xem cuộc bạo động trong nhiều tiếng đồng hồ mà không đưa ra bất cứ một hành động nào khi mà cảnh sát bị hành hung khi mà mạng người gặp nguy hiểm khi mà thủ phủ của quốc gia đang bị bao vây. Chưa dừng ở đó thưa quý vị. Cái bài phát biểu này nó chưa có dừng ở cái chuyện chỉ trích ông Donald Trump. Mà nó còn khiêu khích nữa. Mà bài phát biểu nó dùng những cái từ rất là nặng. Chẳng hạn như nói là cái tôi bị bầm dập cái tôi của ông Donald Trump bởi vì quý vị biết là ông Donald Trump nổi tiếng là người mà đặt cái tôi của mình lên đầu tiên hết lên trên hết thì bài phát biểu này nói về cái tôi bị bầm dập của một người bị thất cử vào năm 2020 bởi vì sao bởi vì ông ta làm như vậy bởi vì ông ta coi trọng quyền lực hơn nguyên tắc bởi vì ông ta nhìn thấy lợi ích của cá nhân nó to hơn lợi ích của quốc gia nó to hơn lợi ích của Mỹ và vì cái tôi bị bầm dập của ông ta nó quan trọng hơn nền dân chủ Mỹ và hiến pháp của Mỹ. Quý vị thấy nó còn gì nặng hơn nữa không? Và Tổng thống Joe Biden đã nhắc đến 81 cử tri đã bỏ phiếu cho ông. Để encounter lại, quý vị biết là trong suốt một năm vừa qua, khi mà cựu Tổng thống cùng với đồng minh của ông ta thối thúc, thúc đẩy hô hào là ông Donald Trump không thể nào thua bởi vì 74 triệu người đã đi bỏ phiếu cho ông. Nhưng mà quý vị biết phiếu phổ thông đó là có bao nhiêu lá phiếu đã bỏ bỏ phiếu cho ông Joe Biden? 81 triệu phiếu phổ thông, 81 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden. Và Tổng thống Joe Biden cũng nhắc đến, cũng nói đến những người Cộng hòa đã không đứng về phía ông Donald Trump trong cái tuyên bố này. Ông ta không thể chấp nhận cái sự thật là mình bị thất cử, ngay cả khi có 93 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, ngay cả khi tổng trưởng tư pháp của ông ta, ngay cả khi phó tổng thống của ông ta, ngay cả khi các thống đốc và giới chức giới chức bầu cử tại những tiểu bang chiến địa bảo với ông ta rằng ông ta đã thua. Đó là vì 81 triệu quý vị đã bỏ phiếu cho một con đường tương lai, một con đường mới trong tương lai. Ý ông Trump nói, ý ông Donald Trump à ông Joe Biden nói gì? 71 74 triệu. Ông 74 triệu ông nhắc đi nhắc lại nhưng mà có đến 81 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho tôi nhưng mà đó chưa phải là cái phát đạn cuối cùng quý vị biết không đó chưa phải là cái phát đạn cuối cùng cái phát đạn cuối cùng ông joe biden ông dành ông nã vào cái lòng hãnh diện hay là nói là cái sự sợ hãi của ông donald trump ông donald trump rất là sợ cái bản ngã của ông cái ego cái tôi của ông rất là cao và ông rất là sợ một điều đó là trở thành một kẻ thất bại đó là điều ông rất là sợ và cái bài phát biểu này nó đã đi đánh vào cái tận cùng của nỗi sợ hãi này, quý vị biết không? Ông ta tìm cách đổ lỗi. Ông ta tìm ra lý do, ông ta tìm cái cớ để che đậy một cái sự thật rằng ông ta là một cựu tổng thống, không chỉ vậy, ông ta là một cựu tổng thống bị đánh bại. Rồi ông Biden nhắc lại nữa, bị đánh bại bởi cái cách biệt 7 triệu lá phiếu. 7 triệu lá phiếu của quý vị đã bỏ trong một cuộc bầu cử đầy đủ toàn diện, công bằng và tự do. Đây được xem là một cú đấm cuối cùng và ngay lập tức quý vị biết không? Ông Donald Trump đã gửi ra một tuyên bố chỉ trích Joe Biden. Đây chỉ là trò hề chính trị, cái bài phát biểu là một trò hề chính trị và ông ta làm như vậy thì càng làm tổn thương làm chia rẽ quốc gia càng ngày càng sâu hơn nhưng mà cái sự chia rẽ này ai đã bắt đầu sự chia rẽ này không phải bắt đầu từ ông joe biden sự chia rẽ này bắt đầu từ cái thuyết âm mưu bắt đầu vào những cái tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử mà cho đến giờ không có đưa ra được bất cứ bằng chứng nào sự chia rẽ này và càng ngày càng sâu sắc bởi vì sao bởi vì những cái tuyên bố như vậy vẫn được thúc đẩy vẫn được tuyên truyền nhưng mà quý vị biết nếu mà quý vị có thời gian ngồi nghe và xem cái bài phát biểu này và đọc những cái lời bình luận cái câu hỏi đặt ra là tại sao tổng thống joe biden không nêu đích danh ông donald trump không nêu đích danh tổng thống joe biden nhắc đến cựu tổng thống 16 lần trong vòng 10 phút. Nhưng mà rõ ràng là ông đang nói tới ông Trump bởi vì ông Trump mới nổi giận. Nhưng mà quý vị biết ngay sau khi mà ông Donald Trump gửi ra một cái tuyên bố chỉ trích cái bài phát biểu của ông Joe Biden và vẫn tiếp tục nói về gian lận bầu cử thì bà Jen Psaki, tùy viên báo chí của Tòa Bạch Ốc gửi đưa ra một cái tuyên bố cũng khá là thú vị. Bà bảo rằng điều này chứng tỏ là cựu tổng thống có xem bài phát biểu và tôi hy vọng ông ấy đã rút ra được một bài học gì đó từ cái bài phát biểu của tổng thống joe biden rút được ra được hay không thì chúng ta không có biết thưa quý vị nhưng mà quý vị biết là chiều ngày hôm nay washington post new york times hay là cnn họ đều có những cái bài nói về hậu trường đằng sau cái bài phát biểu này là lý do tại sao bài phát biểu lại không nhắc đích gia ông Donald Trump. Ở bên ngoài nhiều người thất vọng là bảo đã đến cái nước này, đã đến cái nước là chỉ trích rồi khiêu khích rõ ràng tập trung vào ông Donald Trump không những tập trung vào những kẻ bạo động cuộc bạo động mà tập trung vào cựu tổng thống nữa thì sẽ lại sao không có nói trắng ra thì phía bên ông Joe Biden thực ra họ cũng đem điều này ra để phân tích để bàn luận nhưng mà cuối cùng họ quyết định là không có nêu đích danh ông donald trump bởi vì làm như vậy thì có vẻ như là đây là một cái cuộc tấn công chính trị nó quá sức là rõ ràng bên cạnh đó thì quý vị thấy là ở trong bài phát biểu này nó có một cái sự thừa nhận là ông donald trump vẫn còn đó và cái ảnh hưởng cái quyền lực của ông donald trump vẫn bao trùm đảng cộng hòa. Cái chia rẽ nó vẫn còn đó, không thể tránh được. Bài phát biểu này đã thừa nhận như vậy. Nhưng mà thực sự mục đích của bài phát biểu này là gì khi chỉ tập trung khi mà tập trung mạnh mẽ vào ông Donald Trump? Đó là cái câu hỏi được đặt ra. Phải chăng ông Joe Biden ông hiểu rằng là bây giờ cái chương trình nghị sự của ông tức là cái chương trình nghị sự mà về bầu cử luật bầu cử như ngày hôm hôm qua hương giang chia sẻ với quý vị là dân chủ bây giờ thúc đẩy muốn thông qua được cái dự luật về quyền tự do bỏ phiếu hay là đạo luật về bầu cử john lewis nhưng mà bị kẹt ở thượng viện không có thông qua được bây giờ cộng hòa thì đề nghị bây giờ cải tổ cái đạo luật đạo luật kiểm phiếu cử tri đoàn năm 1887 dân chủ của họ không có muốn bởi vì họ bảo rằng cái đạo luật này không có đầy đủ nó không có giải quyết được vấn đề cốt lõi. Biden hiểu rõ là cái nghị sự về quyền bầu cử của mình có thể là sẽ không có đi đến đâu. Nhưng mà ông muốn nhắc nhở cử tri những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1. Ông muốn nhắc nhở cử tri và ông biêu cái cây trước bầu cử giữa kỳ. Chỉ còn, thưa quý vị, bao nhiêu? 11 tháng nữa là bầu cử diễn ra rồi 11 tháng đối với bầu cử nó không là gì Nó chỉ là một khoảng thời gian rất là ngắn Rồi có khả năng là vào năm 2024 Đối đầu với ông Donald Trump nữa Trong cái bầu cử Tổng, tổng thống Nhưng mà vào ngày hôm nay Trong cái bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden Có nêu ra được một vấn đề mà quý vị biết vấn đề này cách đây một năm, tức là chỉ vài ngày trước khi mà cái cuộc bạo động xảy ra vào năm vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì Chip Roy, Chip Roy là dân biểu của Cộng hòa tại tiểu bang Texas. Ông Roy trước đây làm động lý cho ông Ted Cruz. Chip Roy đã đưa ra một cái lập luận là nếu như mà kết quả bầu cử tổng thống bị tranh chấp thì có nghĩa là những cái kết quả bầu cử trong cùng một cái lá phiếu đó cũng phải bị tranh chấp thì tại sao đồng nghiệp của ông là không có tranh chấp những cái kết quả bầu cử khác cùng trên một cái lá phiếu như vậy đây là cái điểm cái lập luận này được xem là valid nhưng mà không có gây sự chú ý thì ngày hôm nay tổng thống joe biden đã nêu cái điểm này ra đã nêu cái điểm này ra để cho thấy rằng gian lận bầu cử mà họ đưa ra đó tranh chấp bầu cử mà họ đưa ra là nó selective. Nó có sự chọn lựa dựa vào mục đích. It makes sense phải không quý vị? Nếu như mà tranh chấp, tranh chấp kết quả bầu cử tổng thống, tức là có gian lận bầu cử đại trà, gian lận bầu cử tràng lan, thì tại sao chỉ có tranh chấp kết quả bầu cử tổng thống thôi, còn không có tranh chấp kết quả bầu cử ở những cuộc tranh đua khác, chẳng hạn như là vào thượng viện, chẳng hạn như là vào hạ viện và ngày hôm nay ông Joe Biden đã đưa ra. Đây là một bước đi được xem là rất là quan trọng trong cái mặt trận này. Mặc dù bây giờ chúng ta biết là cái cuộc chiến mà vì này nền dân chủ nó sẽ còn kéo dài. Nó chưa có chấm dứt ở đây. Và quý vị biết là chắc chắn còn có nhiều những cái nhận xét, những cái phân tích nhiều hơn nữa nhưng mà vào ngày hôm nay khi mà xong bài phát biểu thì văn phòng cánh Tây West Wing đó, ở tòa Bạch ốc họ tỏ ra hết sức là hài lòng trước bài phát biểu của tổng thống Joe Biden. Nhưng mà khi được uh, truyền thông hỏi là phải chăng cái bài phát biểu của ông nó sẽ đào sâu thêm sự chia rẽ thì tổng thống Joe Biden ông đã phớt lờ cái câu hỏi này. Ông không có trả lời. Nhưng mà thưa quý vị tất cả mọi con đường, tất cả mọi cặp mắt đang đều đổ dồn vào bầu cử giữa kỳ năm 2020, 22 nhưng mà hương giang nói chỉ trong vòng 11 tháng tới và bản tin cuối cùng cũng liên quan đến bà Liz Cheney. quý vị biết là quý vị còn nhớ cái cuốn sách là uh, I Alone Can Fix It của hai ký giả Washington Post uh, được Uh, tung ra vào năm ngoái, được xuất bản vào năm ngoái Cuốn sách đó Nó kể lại một chi tiết Đó là trong một cái cuộc điện đàm Với Mark Milley Tướng Mark Milley Thì bà Cheney đã kể lại cho ông Ông Mark Milley là vào cái ngày 6 tháng 1 Khi mà bạo động xông vào điện Capitol như vậy Thì Bà dùng cái chữ là cái kẻ khốn nạn đó Tức là Jim Jordan Jim Jordan dân biểu từ Ohio đồng minh thân cận của ông Donald Trump. Khi mà bà đang đứng ở lối lối đi thì Jim Jordan đã đến cái kẻ khốn nạn đó đến và bảo rằng là chúng ta cần phải đưa các phụ nữ ra khỏi ra đi. Thì bà bảo rằng cái việc đầu tiên đó bà nghĩ là thứ nhất bà không cần đến sự giúp đỡ. Cái suy nghĩ thứ hai nó nó hiện trên đầu rõ ràng là vì ông ta vì ông ta đã thúc đẩy những cái tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử nên, nên nó mới xảy ra cái cơ sự như vậy. Nên mới có cái chuyện là điện capital bị xâm nhập. Điện capital bị đe dọa, điện capital bị tấn công. Cho nên là bà đã dùng cái tay của bà và đập mạnh tay ông Jim Jordan. Bảo là tôi không cần đến anh, bà dùng những cái có chữ ép trong đó tôi không cần đến ông Ông là người đã làm ra tức là đã tạo ra cái chuyện này thì ngày hôm thưa quý vị ngày hôm nay à, trên một cái chương trình được phát sóng ngày hôm nay thì bà đã khi được hỏi về câu này về cái về cái, cái, cái chuyện này thì bà Lichini đã xác nhận là chuyện này có xảy ra nhưng mà trong cái cuốn sách thì họ không có dùng cái chữ họ không có để chữ F bà kể lại bà kể lại là đúng là vào lúc đó vào ngày hôm đó khi mà tất cả mọi người đều đang rất là hoảng sợ Bà đứng trên lối đi thì jim jordan quả thật đã đến bảo là chúng ta cần phải đưa phụ nữ đi thì ngay lập tức bà nghĩ thứ nhất bà không có cần giúp đỡ cái thứ hai nữa chính người đàn ông này chính đồng nghiệp này của bà đã tạo nên cái chuyện này cho nên là bà bảo bà hất tay và bà bảo nhưng mà lần này bà xác định là có chữ ép cái câu nói của bà có chữ F trong đó. Và thưa quý vị, đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.